Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng kính các em nhỏ bị sát hại chỉ vì người ta muốn giết hài nhi Giê-xu. Trong thánh lễ này chúng ta cầu cho linh hồn Anna và Phê-rô lễ dỗ, linh hồn Maria Võ Thị Liên, linh hồn của các thai nhi bị bức tử vì những phương pháp phá thai, và một gia đình xin thánh lễ cầu bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chúa, xin tha thứ tội kiêu căng, ích kỷ, tham lam là ba tội đã khiến Herode ra lệnh giết các em nhỏ vô tội. Trong chúng con cũng có mầm mống của ba thứ tội đó. Xin giúp chúng con biết ăn năn hối cải. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, cùng anh chị em, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiên tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin gắn lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, các thánh anh hài đã không dùng lời nói, nhưng dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng danh Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời để minh chứng niềm tin,
như chúng con vẫn tuyên xưng ngoài miệng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con. Thiên Chúa là sự sáng, và nơi Người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thông hảo với Người mà chúng tôi đi trong đường tối tăm, thì chúng tôi nói dối và chúng tôi không thực thi chân lý. Nếu chúng tôi đi trong ánh sáng cũng như chính Người ở trong ánh sáng, thì chúng tôi có sự thông hảo với nhau. Và máu Chúa Giêsu Kitô, Con Ngài, rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi. Nếu chúng tôi nói rằng mình không có tội, thì chúng tôi lừa dối mình, và trong Người chúng tôi không có chân lý. Nếu chúng tôi xưng tội mình ra, thì Người là đứng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng tôi và rửa sạch chúng tôi khỏi điều gian ác. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội, thì chúng tôi coi Người là kẻ nói dối, và lời Người không ở trong chúng tôi. Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta đã có Đức Giêsu Kitô, đứng công chính làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc đáp ca. Hồn chúng tôi như chim non thoát khỏi lưới giò của Người gài bẫy bắt chim. Nếu Chúa không phù trợ chúng tôi khi Người ta nổi dậy chống đối chúng tôi, khi thiên hạ nổi cơn thịnh nộ, bây giờ thiên hạ nuốt sống chúng tôi. Chúng tôi như chim non thoát khỏi lưới giò của Người gài bẫy bắt chim. Bây giờ nước đã ghìm đầm chúng tôi, thác lũ đã chảy qua người chúng tôi. Bây giờ ba đào đã sùi bọt, đổ xuống trên mình chúng tôi. Hồn chúng tôi như chim non thoát khỏi lưới giò của Người gài bẫy bắt chim. Lưới giò bị phá tan và chúng tôi được cứu thoát. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. Hồn chúng tôi như chim non thoát khỏi lưới giò của Người gài bẫy bắt chim. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, alleluia. Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa, tinh bình ca đấng từ đạo ca ngợi. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các nhà đạo sĩ ra đi, thì Thiên Thần Chúa hiện đến với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: thức dậy, đem hài nhi và mẹ của Người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại cho ông. Vì
Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông Giuse thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi vua Herode băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bây giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và các vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Tính theo thời gian, vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã viết: "Ở tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở. Đó là tiếng của bà Rachel than khóc con mình. Bà không chịu cho ai an ủi bà, vì các con bà không còn nữa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi ngồi tôi sưu tầm cái chữ anh với chữ hài. Tôi cũng ráng tôi tìm cho đủ. Chữ anh có rất nhiều nghĩa. Nó là tên chung của một loài hoa. Nhưng cái thứ hoa tốt nhất mang tên anh là người ta gọi là anh đào. Chữ anh cũng có nghĩa là phần tinh túy, siêu vời nhất. Cho nên tiếng Việt mình có chữ khí phách tinh anh hay là linh hồn tinh anh. Chữ anh cũng có nghĩa là người có tài năng hơn người khác. Nếu là nam giới thì gọi là anh hùng, hùng là nam giới. Anh là cái người có tài mà là người nam giới. Nếu là nữ giới gọi là bậc anh thư. Thư là tiếng Hán dùng để tả nữ. Anh cũng là sợi dây cột tóc. Ngày xưa người ta búi tóc, người ta cột dây hay đội mũ có sợi dây. Cho nên trong dân gian Trung Hoa có trò chơi trượt anh, có nghĩa là giật cái sợi dây cột tóc của nhau. Và chữ anh có nghĩa là em bé mới chào đời. Nó có những nghĩa đó. Chữ hài có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là làm cho người ta cười, cho nên mình mới có danh hài. Nhưng nghĩa thứ nhì, nó là xương hay là xương khô, cho nên mới có chữ hài cốt. Mình dùng đó. Nhưng rõ ràng, chữ hài có nghĩa là gọi chung là cái hình thể của thân xác con người, cho nên mình mới có chữ hình hài. Như vậy ghép lại, chữ anh là em bé, chữ hài là trọn cái thân xác của em đó. Anh hài có nghĩa là những đứa trẻ còn bé mới sinh. Tôi nhìn thấy trong ca nhập lễ của lễ hôm nay, và đặc biệt trong ca hiệp lễ chút nữa tôi đọc, mấy thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời, tiên tri Jeremiah đã có viết đó, tôi vừa mới đọc đó. Người ta nghe có tiếng khóc than ở Rama, vân vân. Lời tiên tri ngày xưa đã ứng nghiệm là vì vua Herode thấy mình bị các nhà đạo sĩ hay chiêm tinh đánh lừa, thì như quý vị vừa nghe, tức giận. Ông sai đi giết tất cả các trẻ con từ 2 tuổi trở xuống ở thôn Bethlehem. Sách dùng chữ cái làng nhỏ gọi là thôn và những vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống. Ở Bethlehem mà thôi. Bethlehem là cái làng cách Jerusalem khoảng 10 cây số ở phía đông nam. Nhưng chung quanh đó có những làng nhỏ. Nếu không kể những làng nhỏ thì ở Bethlehem thời đó, theo thống kê của người La Mã, có khoảng 40 nóc gia, tức là 40 gia đình. 40 gia đình có thể có từ 20
em bé sơ sinh là nhiều nhất. Tôi nghĩ như vậy. Cho nên ở Bethlehem có thể từ 20 em bị sát hại. Nhưng những vùng phụ cận mình không biết. Nhưng đừng tin rằng là con số lên tới hàng nghìn nha. Không bao giờ có con số đó. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là không phải tội ác của ông Herode giết ít ít thì tội ác sẽ được giảm khinh. Thưa không, ông là một bậc thầy về tội ác. Đó là một vết nhơ trong lịch sử chính trị của Do Thái đó. Chắc là quý vị chưa nghe bao giờ đâu. Sách sử nói, ông là bậc thầy của những phương cách giết người mà giết lén, cho nên gọi là thủ tiêu hay ám sát. Tôi kể vài cái cho nghe để quý vị thấy kinh tởm. Vừa lên ngôi vua, một thứ vua bù nhìn do La Mã đặt lên. Ông đã thủ tiêu các thành viên trong tòa án tối cao của người Do Thái, gần 40 người nhé. Sau đó, ông tàn sát các nhân viên trong tòa án. Không cần ra tòa xét xử, bao nhiêu người không thể nói. Ít lâu sau, ông giết vợ ông, bà Mariam, và mẹ vợ, bà Alexandra. Rồi tưởng yên, ông giết con trưởng của ông, con trai trưởng là Antipater. Rồi giết luôn hai người con thứ là Alexander và Aristobulus. Sách sử còn tên ha. Ông cũng xếp đặt kế hoạch trước khi ông chết thì phải tàn sát hết các nhân sĩ ở trong Jerusalem để không ai ghi chép lại tội ác của ông. Mà ông không thực hiện được. Cho nên ông Herode không thể nào lặng lẽ chấp nhận một ấu vương, tức là một em bé làm vua, ra đời trong vương quốc của ông. Mặc dù tôi nói vương quốc đó ông là bù nhìn. Cho nên ông ra lệnh diệt. Ác thật. Tôi nói như từ nãy, đừng nghĩ là con số lên tới hàng nghìn em, thưa không. Những vùng phụ cận chung quanh, riêng ở tại Bethlehem khoảng từ 20 em, rồi chung quanh 3-4 làng, mỗi làng mười mấy 20 nữa. Nhưng nó nói lên cái tính cách ghê tởm của bàn tay vấy máu của Herode. Chúng ta thấy một bài học cho riêng chúng ta. Nếu một người đang say mê theo con đường riêng của mình mà Chúa Giê-xu xen vào để cản trở, để làm trở ngại, để khuyên anh ta trở về, điều duy nhất anh ta làm là khử Chúa Giê-xu ra ngoài cuộc đời mình. Chúng ta thấy đó, ngay cả chúng ta cũng vậy, tìm cách loại bỏ Chúa Giê-xu ra. Bây giờ thì không thể giết người được nữa, bởi vì người đã phục sinh, đã sống theo thiêng liêng tính của mình, giết không được thì người ta phá những gì là công trình của Giê-xu. Đó là bài học. Tôi lặp lại, khi chúng ta theo đuổi một con đường nào đó mà Chúa Giê-xu xen vào để cản trở hay để lôi kéo mình trở về, đã không hồi tâm suy nghĩ, còn dấn thân tìm cách khử trừ Chúa Giê-xu và các môn đệ của người. Chính vì ghen tuông, vì sợ mất địa vị, Herode làm đổ máu các em nhỏ là một tội ác ghê tởm. Ghi lại trong sử sách Do Thái bây giờ vẫn còn ghi. Một ông vua đang tâm làm một việc ác như vậy, hy vọng thủ tiêu được đối thủ của mình sẽ lên làm vua. Thành ra tham vọng, cố chấp đã trở thành, biến thành một ông vua mù quáng. Thiên Chúa đã lèo lái công trình cứu chuộc của Ngài, đã đưa con của Ngài thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu của Herode. Chúng ta biết. Vậy bây giờ chúng ta bàn về những sai lầm của Herode đi.
và có thể đó là những sai lầm của chính mình. Sai lầm đầu tiên là ông không có tin, không có niềm tin. Sống mà không có niềm tin chẳng khác nào con thú. Ông đã không tin vào tôn giáo, ông không tin vào luân lý. Quý vị thấy cái ông con cũng vậy, cái ông Herode con đó, là một chuyện sai luân lý. Thánh Gioan tuyền hô can thiệp bắt vào tù. Ngài là con của ông này nè, ông này băng hà rồi Chúa mới trở về. Tức là cha nào cũng con ấy, cũng không tin vào niềm tin tôn giáo. Đặc biệt không tin rằng cái đấng ấu vương đó sẽ là đấng giải thoát. Thay vì để đấng đó giải thoát chính mình, ông phải giết cái đấng đó đi. Và như vậy ông trực tiếp chấp nhận mình trở thành nô lệ, nô lệ cho tội lỗi. Sai lầm thứ hai của Herode là trong cách suy nghĩ của ông. Ông cứ nghĩ rằng người ta đến để tranh giành quyền lực. Ông đâu có biết Chúa Giê-xu không thèm ngai vàng của ông. Tôi dùng chữ không thèm bởi vì Chúa nhân ái, Chúa không nghĩ tới cái chữ tệ như tôi dùng. Chúa không màng đâu, Chúa không cần đâu. Vậy mà cái suy nghĩ hạn hẹp, mù quáng của ông khiến ông làm tội ác. Ngài đến để giải thoát ông khỏi ma quỷ, để giải thoát ông khỏi tội. Đằng này, ông loại Ngài ra thì ông càng lún sâu trong tội hơn. Sai lầm thứ ba là vì suy nghĩ sai, thiếu niềm tin và suy nghĩ sai, đi đến những hành động sai. Ông cứ tưởng rằng nếu ông thực hiện được điều ông muốn, tức là giết hết trẻ nhỏ, thì ông có thể sống lâu trên ngai vàng. Mà nguyên tắc, mình tìm giết một đấng ban sự sống, thì chính mình lấy sự sống từ đâu ra để sống? Tức là ông tự đi tìm cái chết. Một cái chết đời đời, thưa quý vị. Cuối cùng, cái tham vọng điên cuồng và cái nỗi sợ hãi vì sợ mất ngai vàng, cộng với những tính toán độc ác, làm tâm hồn của ông chai đá. Chúng ta thấy, ai cũng có thể nghĩ được rằng Thiên Chúa muốn cảnh giác mọi người đừng đi vào con đường mà Herode xưa đã đi. Nhưng thời đại nào cũng còn có những Herode giống y như vậy, có khi còn tàn ác hơn. Đó là những con người trên thế giới mà chúng ta nhìn lại đi. Một Hitler đã làm cho cái chết của Thế chiến thứ hai giết đi hơn 80 triệu người. Đó là Benito Mussolini, đó là Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và vân vân. Độc tài, tàn ác, bất công, mù quáng, làm biết bao nhiêu tội ác trên trái đất thật hòa bình, thật dễ thương này. Cái chết thảm thương của những em bé vô tội ở Bethlehem và các vùng lân cận là tiếng nói tố cáo mạnh mẽ sự độc ác và tàn bạo của những nhà lãnh đạo. Đáng lẽ phải là một người lãnh đạo anh minh, chính trực, thì họ lại mù quáng trong tội ác. Chúng ta hướng về những nạn nhân là những em bé vô tội ấy để hết lời ca ngợi Chúa. Chúa Kitô đã làm cho các em tuy chưa biết nói gì mà cũng trở thành những chứng nhân anh dũng của Người. Chúng ta nghe trong kinh lời nguyện nhập lễ. Và ôi hồng ân cao cả, các em chưa biết mở miệng nói mà đã tuyên xưng Vua Giê-xu Kitô. Chân tay các em còn yếu ớt, chưa đủ sức xông pha ra chiến trường, thế mà các em lại được lãnh nhận ngành thiên tế tử đạo
dành cho những người chiến thắng vinh quang. Hay thật! Chúng ta không biết trong lịch sử thì lễ kính các vị thánh anh hài này mừng lúc nào. Không biết, chỉ biết từ thế kỷ thứ 6 trở đi. Và mừng luôn luôn sau ngày mừng lễ Giáng sinh. Trong kinh chiều, khi đọc thần vụ, thì giáo hội hân hoan ca mừng các vị thánh nên thơ vô tội này như sau. Hân hoan chúc mừng những ngành hoa tử đạo nên thơ trong trắng, như những bông hồng vừa nở đã bị phong ba vùi dập. Các đấng ấy đã bị kẻ thù của Chúa Giê-xu triệt hạ ngay khi còn chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ôi vinh dự thay, các đấng là lễ vật đầu mùa của Chúa Giê-xu, là đoàn chiên non được hiến tế. Trước bàn thờ Chúa, các ngài vui chơi thích thú với ngành lá chiến thắng và vòng hoa vinh quang. Đẹp thật quý vị ha. Tiếc là mình không có được đọc, nhưng mà tôi thấy, tôi trích ra để quý vị thấy giáo hội có những lời để ngợi khen những em bé vô tội đó. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay. Trong thế kỷ chúng ta có những em hài nhi cũng bị giết nữa đó. Nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Ngay trên quê hương mình cũng nhiều lắm. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả những bậc làm cha mẹ, cho tất cả những bạn trẻ ý thức được đó là một thứ tội giết người, không kém gì tội của Herodê. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, nhưng Chúa đã muốn cho những em nhỏ vô tội, tuy chưa biết Chúa là ai, cũng được trở nên thánh. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa lễ vật chúng con dâng tiến. Xin Chúa cũng ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, trong trắng như tâm hồn các em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang của Chúa chiếu dọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện cách hữu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, xin cho chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thần, thần, thần. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng vừa đến nhân thánh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn thánh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh anh hài, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta tin tưởng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có xa chưa cam vô, nhưng cứu chúng con cho. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ ca hiệp lễ. Các thánh anh hài đã được Thiên Chúa chuộc về từ giữa lòng nhân loại để làm của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và dâng lên chiên con. Chiên con đi đến đâu, các ngài cũng đi theo đến đó.
Đây là câu chuyện có liên can tới giá tiền xăng dầu. Bây giờ nó mắc quá. Phải công nhận tiền xăng bên Úc mắc hơn bên Mỹ nhiều. Ở trên xứ Úc, sáng Chủ nhật có bà sơ lo nhà hưu đó, giống như sơ Đoàn hay sơ Mai hay là sơ Thuận của mình, đó, sơ Dung rồi đó. Rồi thì nhà hưu nó cách nhà dòng chừng mấy trăm mét. Sáng Chủ nhật cái nó kêu điện thoại, nó nói có bệnh nhân cần gặp sơ, mà sơ thì đang chuẩn bị đi lễ. Sơ vừa đội lúc đồ lên rồi vừa nói thầm với Chúa: Chúa chơi gì kỳ vậy? Sắp sửa tới giờ lễ thì người ta kêu. Thôi cũng được, vâng lời đi. Người nữ thì đi xe hơi chẳng bao giờ ngó cái kim xăng, cứ đi thôi. Thế là bà đề chạy ra khỏi nhà dòng, vừa quẹo ra đường hết xăng. Bây giờ mới ngó lại, cái kim xăng nó chỉ xuống chữ em tì rồi. Chúa chơi xấu quá, đi làm việc cho Chúa sáng Chủ nhật, Chúa lại cho hết xăng. Rồi, trách. Tôi mới nhìn lại cây xăng cách đó chừng 50 thước à. À, thế cũng được, Chúa chưa chơi xấu lắm, xuống đẩy thử. Sức mấy mà đẩy nổi chiếc xe dù là xe nhỏ, cũng không đẩy nổi. Đi bộ tới, thấy thằng bán xăng, xe tao hết xăng cách đây mấy chục mét, cho tao mượn cái đồ tao đông một lít, rồi tao về tao đổ vô, rồi tao chạy lên, tao đổ được không? Nó nói được. Đâu cho mượn, nó nói có một xe tải nó đang xài kìa. Thì thấy có một anh sàn xe tải râu ria xồm xòm đang cầm cái bình đó đang đổ đổ. Bà đợi lâu quá, bà vô bà hỏi: tao trong xe tao có cái gì sạch sạch tao đổ vô được không? Nó nói được, sạch thì được. Bà chạy lại xe, bà lấy cái bô dẹp dẹp cho mấy người già đi tiểu đó, dẹp dẹp để đốt ở dưới nè. Bà có ba bốn cái là bà cầm cái ra, cái thằng bán xăng nó đã tức cười rồi. Bà nói: cái này tao đổ vô đây đi được. Nó nói được, nhưng mà miễn là phải sạch. Bà nói sạch lắm, nhưng mà bà phải đi cẩn thận, bởi vì nó bẹt ra vậy, nó trồng trành nó ra ngoài. Thế bà ra bà đổ một lít, xong bà đi như đi kiệu vậy. Bà đi bên kia đường có mấy anh chàng ngồi uống cà phê, nói gãi đầu. Một anh chàng nói: tụi bay thấy gì không, xăng thời buổi này mắc, mấy bà nữ tu của Công giáo chạy bằng cái thứ đó kìa. Bây giờ đổ vô mà xe chạy là tụi mình theo đạo hết. Một chút xe chạy. Cái thứ đó là thứ gì ai cũng biết rồi, tôi không nói nữa rồi. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Chúa, các thánh anh hài chưa biết dùng lời nói để tuyên xưng đức tin, nhưng đã được Chúa ban tặng vinh quang nhờ con Chúa Giáng sinh làm người. Trong ngày hội thánh tưởng niệm các vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo, xin cho tiệc thánh chúng con vừa chia sẻ đem lại cho chúng con ơn thánh dồi dào, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa anh em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn và chúc một buổi tối bình an, hạnh phúc.